Xin chào tất cả các chị em thân yêu của La Lâm Beauty. Hôm nay em xin hướng dẫn cho các chị cách phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng giả của dầu gội Tigi. Đây là một sản phẩm có xuất xứ ở tại Mỹ và đang được bán chạy trên khắp thế giới. Và sản phẩm này cũng đang được các chị em phụ nữ Việt Nam vô cùng yêu thích. Đây là một cái sản phẩm được chuyên phân phối và bán sử dụng trong các hệ thống salon, các spa về tóc. Với cái giá trung bình từ khoảng 650.000 đến 750.000 một cặp dầu gội hàng chính hãng. Và sản phẩm này ở Việt Nam đang xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với giá tiền rất rẻ cũng có mà rất đắt cũng có. Và để tránh cho chị em phụ nữ chúng ta mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì hôm nay La Lâm Beauty sẽ hướng dẫn chúng ta cách phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả của sản phẩm này nhé. Chi tiết khác nhau đầu tiên đó chính là chất lượng của vỏ nọ gội xà Tigi. Ở hàng chính hãng thì cái vỏ của nó dày hơn và màu sắc nó cũng đậm hơn. Còn ở hàng giả thì vỏ nó mỏng hơn và màu đỏ của nó nhạt hơn. Và một cái điều mà chúng ta rất dễ nhận biết nữa là khi chúng ta nhìn bằng mắt thường vào thẳng bên trong của cái nọ dầu gội ấy, nếu như là hàng chính hãng chúng ta không thể nhìn là bên trong cái nọ cái dầu gội hoặc dầu xả nó đầy đến đâu. Nhưng ở hàng giả do chất lượng của cái vỏ nọ nó mỏng hơn nên là chúng ta có thể nhìn kỹ vào thì sẽ thấy là gì ạ? Cái dung tích của cái gội xả đầy đến đâu. Đó là một cái chi tiết rất là dễ phân biệt. Khi mua hàng các bạn chỉ cần dơ cao lên trong ánh sáng nhìn xem có nhìn thấy cái chất kem bên trong không. Nếu nhìn thấy thì chắc chắn là hàng giả. Còn nếu bạn không nhìn thấy thì đó là hàng thật. Chi tiết khác nhau thứ hai đó chính là cái tem mặt trước của nọ gội xả. Thì các bạn sẽ thấy là nó có sự khác nhau ở cái hai dòng chữ tiếng Anh cuối cùng. Như trên hình các bạn thấy, ở hàng chính hãng thì cái nền của hai dòng tiếng Anh chữ màu trắng nhưng nền màu đỏ. Nhưng ở hàng giả thì hai dòng tiếng Anh cuối cùng là chữ màu đen, nền màu trắng như trên khoanh tròn trên hình các bạn thấy. Đây là một chi tiết rất dễ phân biệt khi mua hàng các bạn nhé. Chi tiết khác nhau thứ hai đó chính là ở cái nắp nọ của dầu gội xả. Hàng chính hãng ấy nó to hơn một xíu và cái chất liệu nó dày hơn nên nhìn nó sẽ đục hơn một chút xíu. Nhưng ở hàng giả thì cái nắp nó nhỏ hơn và cái chất liệu vỏ nhựa nó mỏng hơn nên nhìn nó trong hơn. Đây là một cái chi tiết cũng khá khó phân biệt nếu như bạn không để hàng thật hàng giả cạnh nhau. Nhưng mình vẫn nói để các bạn lưu ý nhé. Chi tiết khác nhau tiếp theo ở mặt sau của hai nọ gội xả Tigi hàng giả là bằng thật. Thì các bạn sẽ thấy là cái nét chữ hàng chính hãng đậm, rõ nét, hàng giả, nét mảnh và dạ không được sắc nét bằng hàng chính hãng. Nhưng cái chi tiết về nét chữ này sẽ khó phân biệt. Chúng ta quan sát kỹ ở phía dưới. Cái biểu tượng là đo cái mức độ hư tổn hình mũi tên ý, ở hàng chính hãng ấy nó nhỏ hơn. Nhưng hàng giả thì nó to, to gần như full ở mặt sau chai. Các bạn thấy là cái hai cái chi tiết này khác nhau rất là rõ nét. Và một cái chi tiết đặc biệt là mình lưu ý các bạn đừng nghĩ là cứ có cái tem nhé, tem của nhà phân phối mà đã là hàng chính hãng nhé. Như các bạn trên hình vẫn thấy đây là một mẫu hàng giả nhưng lại có tem của nhà phân phối độc quyền ở Việt Nam. Còn cái hàng của mình đang phân biệt nó là hàng sách tay, nó không phải qua nhà phân phối ở Việt Nam nên nó sẽ không có cái tem kia. Nên là các bạn lưu ý là gì ạ? Ở hàng chính hãng nó có thể có cái tem hoặc không có tem. Và hàng giả các bạn nhìn này có tem nhưng chưa chắc là hàng thật. Mình nói hết lòng vòng một chút xíu nhưng bạn lưu ý là gì ạ? Cái tem không có giá trị gì để phân biệt thật giả cả. Và một cái chi tiết nữa cực kỳ dễ phân biệt, các bạn kiểm tra ở phía đáy của dầu gội ấy, hàng chính hãng ấy, các bạn sẽ thấy là có một cái dòng chữ tiếng Anh vòng tròn ở dưới đáy. Nhưng hàng giả thì không có dòng tiếng Anh đó. Và một cái chi tiết nữa đó là gì ạ? Cái nét hạn sử dụng của hàng chính hãng nó rất đậm, nhưng hàng giả thì nét mờ mảnh. Và nếu các bạn quan sát kỹ cái kết cấu của đáy hai nọ ở gội xả Tigi, hàng thật hàng giả cũng có sự khác nhau. Và với cái sản phẩm này thì mình nghĩ là để phân biệt thật giả thì không khó đúng không ạ? Về mùi hương ấy thì hàng chính hãng rất thơm các bạn ạ, mà nó thơm rất dễ chịu. Nhiều khách hàng nói rằng là gì ạ? Vì em thích cái mùi này nên em mua cái dầu gội này. Nhưng ở hàng giả thì cái chai dầu gội thì mùi nó hắc mà cái kiểu nó như bị lên men ấy. Còn hàng giả thì là hàng cái dầu xả của nó, hàng giả thì cái mùi thơm của nó cũng có mùi lá lá như Tigi chính hãng nhưng mùi nó thơm hắc. Nên là
cái hàng giả hàng thật cái mùi hương khác nhau hoàn toàn. Nhưng cái chi tiết mùi này nếu như các bạn không được mở ra cũng khó đấy. Các bạn hãy chú ý thật kỹ những chi tiết bên ngoài nhé. Và vừa rồi là những chi tiết giống và khác nhau của cặp gội xả Tigi. Lã Lương Beauty mong rằng những chi tiết này sẽ trở thành những hành trang vô cùng quý giá, giúp cho chị em phụ nữ chúng ta khi đi mua hàng tránh phải mua hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và nếu như các bạn yêu thích những video của Lã Lương Beauty thì đừng quên click vào mục đăng ký để tiếp tục chào đón những cái video mới nhất của Lã Lương Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.